Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với trận chung kết bóng chuyền hơi nam. Nằm trong khuôn khổ giải bóng chuyền hơi xã Bảo Cường mở rộng. Trận đấu diễn ra giữa câu lạc bộ bóng chuyền hơi thôn Đồng Màng và câu lạc bộ bóng chuyền hơi công đoàn xã Bảo Cường. Các vận động viên thôn Đồng Màng trong trang phục áo màu xanh dương phía gần màn ảnh chúng ta đang theo dõi. Và bên kia sân là câu lạc bộ bóng chuyền hơi công đoàn xã Bảo Cường. Trải qua hai set đấu đầu tiên thì lúc này hai đội hòa nhau với tỷ số là 1-1. Và set đấu thứ nhất, thôn Đồng Màng đã giành chiến thắng với điểm số là 21-14. Và set thi đấu thứ hai, công đoàn xã Bảo Cường đã giành chiến thắng với điểm số là 21-17. Lúc này thì hai đội đã bước vào set đấu thứ ba. Và tỷ số điểm số trên sân lúc này đang tạm thời là 2-0, nghiêng về thôn Đồng Màng. Đồng Màng có tình huống dứt điểm tốt. Bóng về phía cuối góc sân và chạm tay vào vận động viên công đoàn xã Bảo Cường ra ngoài. Tập bóng rất mạnh của vận động viên áo số 18 Đồng Màng. Bảo Cường, công đoàn Bảo Cường đã kịp thời cứu bóng và bóng vẫn trong cuộc. Tiếp tục dứt điểm. Đồng Màng liên tiếp triển khai các tình huống tấn công. Pha đập bóng thứ ba nhưng tình huống bóng vẫn chưa kết thúc. Vâng, rất đáng tiếc tình huống đập bóng của vận động viên áo số 11 công đoàn xã Bảo Cường, bóng không qua lưới. Tiếp tục điểm cho thôn Đồng Màng 5-0. Và công đoàn xã Bảo Cường đã buộc phải xin hội ý lần thứ nhất ở set đấu này. Kính thưa quý vị, phong trào bóng chuyền hơi của huyện Định Hóa cũng như bóng chuyền hơi xã Bảo Cường nói chung trong những năm gần đây đã có những bước phát triển khá mạnh mẽ. Mặc dù chất lượng của các trận đấu thì chưa cao, nhưng tuy nhiên đây là một giải phong trào cũng đã đem đến cho khán giả rất nhiều cảm xúc và khán giả cổ vũ rất nhiệt tình. Tình huống bật cao của chủ công áo số 96 công đoàn xã Bảo Cường đập bóng nhưng đáng tiếc là bóng không qua lưới. Điểm cho công lùng lúc này đây là 6-0. Sau tình huống đập bóng của vận động viên áo số 61 thôn Đồng Màng, công đoàn xã Bảo Cường đã có điểm số đầu tiên. Không được. Pha xử lý của vận động viên áo số 11 bóng không qua lưới. Như vậy Đồng Màng đã có điểm số thứ 7. Và ở set đấu này thì là set đấu thứ 3, set đấu quyết định. Hai đội sẽ thi đấu đến điểm số thứ 15. Lúc này thì Đồng Màng đang là đội chiếm lợi thế rất lớn. Hai đội sẽ tiến hành đổi sân ở điểm thứ 8. Nỗ lực cứu bóng của Đồng Màng, bóng vẫn trong cuộc. Và xử lý bóng về cuối sân của vận động viên áo số 61 Đồng Màng. Trọng tài xác định bóng rơi ở trong sân. Như vậy Đồng Màng đã có điểm số thứ 8 và lúc này thì hai đội sẽ tiến hành đổi sân. Công đoàn xã Bảo Cường đã để Đồng Màng dẫn trước, lúc này đã đến 7 điểm. Khoảng cách lúc này đang là 7 điểm. Và điểm số đang lúc này đang là 7-1.
À, xin lỗi, đang là 8-1. Anh đang ở đâu? Còn khoảng độ vài phút nữa hết rồi. Bây giờ là 9-1 rồi. Nghiêng về bên đồng bàn. Sách cuối. Đập bóng tốt. Pha bóng của Đông An. Tranh đấu chỉ thi đấu đến điểm số thứ 15. Và lúc này thì Đông An đã có điểm số thứ 9. Dường như chiến thắng đang đến rất gần với các vận động viên của Đông An. Và công đoàn xã Bảo Cường lúc này mới chỉ ghi được có một điểm. Vâng, sau pha bóng vừa rồi thì công đoàn xã Bảo Cường đã có điểm số thứ 2. Điểm số là 29. Pha bóng kết thúc của vận động viên áo số 11 công đoàn xã Bảo Cường. Điểm số lúc này là 39. Kết thúc pha bóng vừa rồi, điểm số lại thuộc về Đồng Man sau tình huống dứt điểm của vận động viên áo số 18. Như vậy Đồng Man đã có điểm số thứ 10 và tỷ số đang tạm thời là 12. Thế trận của sách đấu thứ 3 tính tới thời điểm này dường như đang là thế trận một chiều dành cho các vận động viên của thôn Đông An. Công đoàn dứt điểm. Rất đáng tiếc là pha bóng vừa rồi, bóng không qua lưới mà đi vào thẳng vào bụng của vận động viên Đông An. Đông An đã có điểm số thứ 11. Tình huống hai vận động viên công đoàn Bảo Cường không hiểu ý nhau. Và lúc này điểm số cho thôn Đồng Màn đã là 12 bàn. Pha bóng các vận động viên Đồng Màn chạm lưới, dường như trọng tài không phát hiện ra. Và sau tình huống xử lý của Đồng Màn bóng không qua lưới thì điểm số thứ 4 cho công đoàn xã Bảo Cường. Như vậy là một pha xử lý bỏ nhỏ của vận động viên áo số 61 thôn Đồng An, khiến cho công đoàn xã Bảo Cường đã không thể cứu vãn trong pha bóng vừa rồi. Và Đồng An đã có điểm số thứ 13. Điểm số trên sân lúc này đang là 13-4. Tiếp tục điểm cho Đồng An. Như vậy là chiến thắng dường như đã nằm trong tầm tay của câu lạc bộ Đồng An trong thời điểm này. Đồng An đang đứng trước cơ hội giành chiến thắng và chỉ còn một điểm nữa. Dứt điểm tốt. Pha dứt điểm của chủ công áo số 96 câu lạc bộ bóng chuyền hơi công đoàn xã Bắc Cường. Điểm số là 54. Đồng An đang tìm kiếm điểm số cuối cùng của mình ở trận đấu này. Họ chỉ cách chiến thắng còn một điểm số nữa. Đồng An đập bóng và như vậy Đồng An đã chắn bóng thành công. Pha chắn bóng xuất sắc đã đem về cho Đồng An điểm số ấn định chiến thắng ở trận đấu này với điểm số là 15-5. Như vậy chung cuộc Đồng An đã giành chiến thắng trước công đoàn xã Bảo Cường với tỷ số là 2-0 và giành giải nhất của giải bóng chuyền hơi xã Bảo Cường tổ chức. Một trận chung kết đầy cảm xúc và thế trận nghiêng về các vận động viên thôn Đồng An.
Vâng, như vậy là trận đấu đến đây đã kết thúc. Quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các trận đấu tiếp theo ở video sau. Mọi người nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.